5 6 1 2 đứa chị 2 đứa này 1 8 giữa mình luôn luôn có 10 cái điểm nha. Có cá trong tay chứ không? Rồi hồi xuân có máu. Rồi trong ban chuẩn bị. Yeah.
2. Còn nước hoa luôn thì cũng mặc kệ. Thôi đó, gì? Thoải mái vậy. Thôi, đừng đừng có sửa lưng rồi nè. Cứ vậy mà làm. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mày rút nhanh ra. Bỏ đi.
mà lui ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào. Đó là điểm cho Hoài Xuân 9-8. Chân con bên kia, kia lại con kia phát bắn rồi chạy qua đây bắn chạy đây không có cầm đâu. Xuống 11 con về.
đất đi. Dịp. Mình đi chạy xuống nhà cái coi nó bỏ. Vô. Đúng rồi, Yến, đúng rồi, Yến.
chơi vậy? Rõ đó. Bắt đầu. Đâu? Đánh đi. Tốt rồi. Đối với điểm hồi xuân 14-23. Xem hoài nhắc bây giờ chờ xem hoài nhắc nhắc liền lúc đó luôn. Để giờ con nghe nó biết hoài liên tục. Tốt rồi. Còn nó vương. Điền chân lên nó giúp lên giúp điểm đây. Điểm cho mùa xuân 15-23. Thank you.